Chào các bạn, mình là Du. Thì hôm nay mình sẽ đây là cái video giới thiệu một cái app mà mình sẽ hướng dẫn các bạn làm, đó là cái app đọc truyện này. Đấy. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lần này ở đây thì ở video này nhé, mình hướng dẫn các bạn làm nào để hiển thị cái danh sách truyện này trước. Cái danh sách truyện này lấy từ đâu? Nó không phải lấy từ trong cái máy nữa, mà nó sẽ lấy từ trong cái thằng SQL, trong có nghĩa một cái cơ sở dữ liệu online, cơ sở dữ liệu kiểu online dùng hot free để sửa. Đấy, ví dụ như kiểu ở đây mình gọi lên mình thêm một 6 chuyện này, đấy, ví dụ 6 chuyện này đây chính là nó. Xong đây ví dụ mình muốn đây ví dụ mình chép đi, mình thêm một chuyện nữa đi, thêm một chuyện nữa, xóa chữ đi, xóa rồi đi, đấy chép ba hàng lại đấy, xong đấy thực hiện này, đấy mình thêm một dòng nữa ở trong này thì cái app của mình nó cũng đọc được bằng cách nhấn lại vì nó đấy, thì nó đấy, thấy chưa, nó đọc được đúng cái chuyện đấy là chắc ba đấy, ok. Và phần thêm phần tìm kiếm nữa là ví dụ như chuyện mình tìm kiếm, ví dụ mình muốn tìm cái chữ cái chữ tà này là, thì chỉ có chữ tà thôi, thôi mình có chữ tà thôi đấy, chỉ dẫn lên ngay trên đầu của cho mình đấy, ok. Thì và mình sẽ cái nít này nó cũng hướng dẫn các bạn là tạo ra, nó sẽ lấy data từ trên mạng rồi mà, nên là cả mình hướng dẫn các bạn cả phần tạo ra một cái API để lấy data về và lấy data flow, lấy data từ đúng cái bảng này của các bạn, ok. Video giới thiệu của mình ở đây thì đại khái là những cái chuyện này hoàn toàn là mình lấy ra để làm example, làm ví dụ thôi, không có ý, không phải có ý ăn cắp ăn trộm cả, ok. Nên nếu gì có vi phạm gì bản quyền mong các bạn bỏ qua luôn. Video giới thiệu mình xin được dừng lại ở đây. Chúc các bạn học tập trình vui vẻ.